Nằm cách thủ đô Hà Nội tầm 40 km về phía nam, Phú Xuyên được xem là cái nôi của những làng nghề truyền thống, nơi những tinh hoa văn hóa đặc sắc của vùng đất được lan tỏa từ chính bàn tay và sự chăm chỉ của những người thợ nơi đây. Có lịch sử gần 1.000 năm với truyền thống, sản phẩm khảm trai của làng nghề Chôn Ngọ đã vượt khỏi ranh giới quốc gia đến với thế giới. Là một nghề cần nhiều công sức, lắm công phu. Để có được một sản phẩm khảm trai tinh xảo, sống động, người nghệ nhân cần phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Từ vẽ mẫu, cắt theo họa tiết mẫu, dán miếng cắt đó vào gỗ và đục theo các họa tiết, đến dán miếng chai, dùng đá mài phẳng và dùng dao bằng thép tách tỉa các họa tiết nhỏ, dùng giấy ráp đánh cho nổi họa tiết lên. Mình dùng các cái chất liệu như là ốc, cửu cổng, ai sát, cái chai. Người ta phân màu theo các cái chi tiết của hình vẽ. Như các cái lá sen, ta dùng các màu xanh của cửu cổng. Các cái hoa sen, ta dùng màu đỏ của ốc đỏ. Và các cái lưỡi cưa này thì nó cũng rất là nhiều loại lưỡi cưa. Có những cái mà ta sen lọng thì ta dùng cái loại cưa nó thật nhỏ, thật mỏng. Người ta sen các cái mắt sen nó nhỏ vì cái lưỡi cưa nó rất nhỏ, mình chỉ nháy một tí là có thể nổi lên như là các cái gai hồng chẳng hạn, là mình cũng chỉ hơi nháy cưa cái là nó đã nổi lên gai rồi. Nét nổi bật của sản phẩm khảm trai Chôn Ngọ là những mảnh trai không vỡ, luôn phẳng, đục gắn xuống gỗ rất khít. Việc lựa chọn vỏ trai, vỏ ốc hay vỏ hến cho phù hợp với sản phẩm cũng là một khâu rất quan trọng. Vỏ trai có nhiều loại, trai cánh mảnh, nhỏ, sẫm màu, trai thịt trắng, vỏ mình dày. Gia đình nhà mình làm cái nghề khảm trai này từ đời ông đã để lại cho cái nghề này. Mình phát triển nghề này từ năm còn nhỏ tuổi thì đã đi học vào cái nghề này rồi. Nếu trên thị trường mà không nắm rõ về cái chất liệu vỏ chai và vỏ ốc thì nó đều khác nhau. Cái vỏ con chai thì là màu sắc của nó là nó không có độ phản quang. Còn như màu con ốc này thì nó có nhiều màu phản quang. Và với đòi hỏi về chất liệu con ốc tinh xảo này thì tỷ lệ mà làm được những cái hàng sản phẩm này thì trong 1/10 của một con ốc thôi. 100 con thì nếu mà mình mua theo chất bản thì ốc của nước Lào nó sẽ đẹp. Tất cả nếu mà ốc này thì trên thị trường nó có tầm 7 nước là có chất liệu cái vỏ ốc này. Thứ nhất là nếu mà đẹp nhất thì ốc Singapore là vẫn là hàng đẹp nhất, mà có thương hiệu nhất từ xưa đến nay. Còn ốc của Thái Lan cũng có, ốc của vùng đảo Myanmar cũng có, vùng Malaysia cũng có, rồi Indonesia cũng có, Nhật Bản cũng có, Trung Quốc cũng có. Về cái chất liệu ốc này, nếu mọi người không hiểu về chất liệu ốc thì tìm hiểu về ốc này rất là khó. Tại vì nhiều nước có và nhiều nước giá tiền khác nhau. Những sản phẩm này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn chứa đựng một điều quý giá, đó chính là tâm sức, tài nghệ, lòng nhiệt tình và say nghề của những người thợ khảm trai xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên. Điều này đã góp phần làm đẹp và phong phú thêm một vùng đất được mệnh danh là đất trăm nghề của Hà Nội. Phú Túc là một xã thuộc huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, bao lâu nay nổi tiếng với nghề đan cỏ tế. Tương truyền rằng, nghề đan cỏ tế tại xã Phú Túc đã có từ 400 năm trước, tổ nghề là bà Nguyễn Thảo Lâm. Cây cỏ tế với lịch sử hàng trăm năm thăng trầm cùng Phú Túc đã biến đổi một vùng quê nghèo khó trước đây thành một vùng quê sôi nổi và giàu có. Phú Túc có 8 thôn, thì cả 8 thôn đều làm nghề đan cỏ tế. Từ người cao tuổi đến trẻ em, từ con gái đến con trai, ai ai cũng biết và say mê với nghề đan cỏ tế của cha ông để lại.
Đi từ đầu làng đến cuối làng, lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp hình ảnh những người dân vừa tranh thủ làm việc nhà, vừa đan cỏ tế để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Một số anh em đi lên rừng, lên các địa bàn trên rừng để thu mua, phát động các địa phương người ta làm, thu gom về, phơi khô về mang về đây. Thành hàng ấy, đan lát lại không nói cái trẻ này, khó nhất là tạo khuôn. Tạo khuôn tốt thì không ra từ cái gì cả, sản phẩm nó không chuẩn như mình mong muốn. Ngày xưa ông cụ nhà tôi làm cái bếp, nhà bếp ngày xưa đun rơm rạ đấy. Mấy chục năm chứ không phải là lúc chúng tôi vẫn còn bé tí cho đến lúc trưởng thành tôi lúc đấy là 30-40 tuổi rồi. Dạ. Mà những cái sợi vẫn còn nguyên. Trước đây, người dân trong làng chủ yếu sơ chế cây cỏ tế thành nguyên liệu thô, cung cấp cho các làng xung quanh đan nong nia, rổ giá, làm nón. Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Từ việc chỉ có thể đan những vật dụng đơn giản, giờ đây người thợ Phú Túc đã biết làm những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng. Không những thế, bằng sự tìm tòi, sáng tạo, họ còn biết kết hợp cỏ tế với các nguyên liệu khác như cói, bẹ ngô, mây, tre, bèo, bẹ chuối, cỏ lăn để tạo ra hàng nghìn mẫu sản phẩm khác nhau. Trong đó có không ít sản phẩm được xuất khẩu ra thế giới. Nhưng dù là sản phẩm nào thì nó cũng được người thợ làm nghề chăm chút bằng chính đôi tay khéo léo của mình. Mình là một thế hệ trẻ của làng nghề thì mình rất là tự hào mà mình được nuôi dưỡng từ cái làng nghề, cái nghề này của mình mà được cái tất cả thế giới và tất cả kể cả trong nước mình cũng rất là ưa chuộng với cái sản phẩm vượt cỏ tế này, tôi rất là tự hào. Những sản phẩm độc đáo từ cỏ tế của làng nghề Phú Túc giờ đã có mặt ở nhiều thị trường trong và ngoài nước. Không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về tính thẩm mỹ cao, những sản phẩm làm từ cỏ tế còn được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi sự thân thiện với thiên nhiên, yếu tố quan trọng để nó được tồn tại và phát triển trong cuộc sống hiện đại. Từ hồi nhỏ tôi đã được coi như bố và ông cậu ruột, tức là truyền dạy cho tôi về cái nghề nặn tò he này. Tôi theo cái nghề này từ lúc khi tôi vẫn còn nhỏ. Đến năm học xong hết cấp 2 thì là tôi vác hộp đồ để đi ra ngoài thị trường để bán nặn cho các cháu. Nó là một cái nghề truyền thống, cổ truyền của thôn và của đất nước mình. Ở quê thì chúng tôi thì thường xuyên là chúng tôi vẫn dạy con cháu trong nhà, nhưng chỉ có dạy ở thôn đây là vào những các cái ngày lễ hội ở làng thì mới có thể mình truyền bá được ở trong thôn được. Còn những ngày bình thường thì mình dạy các cháu ở trong gia đình họ hàng thôi. Nguyên liệu chính để làm tỏ he là bột gạo có trộn ít nếp theo tỷ lệ 10 phần gạo, 1 phần nếp. Trộn đều, ngâm nước, rồi đem xay nhuyễn, luộc chín và nhào nhanh tay. Sau đó người ta nắm bột lại thành từng vắt và nhuộm màu riêng từng vắt. Qua bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng phong phú, những người thợ ở đây đã biến những miếng bột được làm từ gạo thành những nhân vật cổ tích, nhân vật hoạt hình, những món đồ chơi hấp dẫn được trẻ em ưa thích. Tôi ngồi lặn và các cháu sẽ xúm lại và tôi có cảm thấy vui và tôi sẽ có trách nhiệm với nghề truyền thống hơn là nghề tò he.
Về Xuân La, chúng ta sẽ được chứng kiến những cụ già tuổi đã ngoài 80, thanh niên và cả những em bé còn chưa đến tuổi vào lớp 1 say sưa nặn tỏ he. Từ đơn giản như những bông hoa hồng đỏ thắm đến những chú mục đồng ngồi trên lưng trâu thổi sáo, tất cả đều rất sống động như ngoài đời vậy. Đây, bây giờ cắm vào đây nhá. Đây, giờ ông này dạy làm bông hoa nhá. Đây, hai sản phẩm của hai cháu nhỏ đây nhá. Đầu tiên này, dán vào đầu que này. Đấy. Hơi về nhọn một tí này nhá. Cắm lên đầu que đi. À, như này. Đây, làm bông hoa nhá. Là một trong những thứ đồ chơi truyền thống lâu đời ở Việt Nam, tỏ he là sự kết hợp giữa sự sáng tạo của những nghệ nhân làng nghề và nghệ thuật dân gian, là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Trải qua suốt chiều dài lịch sử, tỏ he của làng nghề Xuân La vẫn luôn là món đồ chơi được nhiều thế hệ trẻ con yêu thích.